Lời nói đầu tiên, Dương Hậu chúc các nhà hảo tâm được nhiều sức khỏe. Hôm nay Dương Hậu có nhận 4 triệu của nhà hảo tâm Phương Khánh Hiền ở Hoa Kỳ đó, ủng hộ vào bệnh viện thành phố ngã bảy Tàu Hủ đó. Hàng ngày thì hàng tháng là bà con đến nhận từng bát cơm cũng đều có tàu hủ gia vị, là đó là của nhà hảo tâm Phương Khánh Hiền ủng hộ suốt thời gian dài mấy năm qua, thì hàng tháng đều đặn cứ 4 triệu. Thì Dương Hậu cũng thay mặt người nghèo, người bệnh ở ngã bảy cũng xin cảm ơn Phương Khánh Hiền ủng hộ chương trình này. Chúc cho Hương được nhiều sức khỏe và may mắn. Phương giúp cho hữu vị cũng giúp biết bao nhiêu người khó khăn bệnh tật trong bệnh viện. Đây là việc làm công đức vô lượng. Xin cảm ơn Hương. Thì Dương Hậu mới mở trang YouTube là Hậu Từ Thiện Ngã Bảy. Mong quý vị hãy đăng ký, chia sẻ và like thích. Nhà mạng có thưởng tiền, Dương Hậu dùng số tiền đó vào quỹ Từ Thiện Ngã Bảy để giúp cho bà con nghèo bệnh tật khó khăn, không tiền chữa trị thuốc thang. Số điện thoại của Dương Hậu là 0909098469. Mong quý vị hãy đăng ký và chia sẻ. Mời quý vị hãy vào YouTube của Dương Hậu Từ Thiện Ngã Bảy xem hoạt động của từ thiện là rõ ràng, công tâm, minh bạch. Dương Hậu hứa sẽ làm tốt hơn, hay hơn, không phụ lòng tin của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Hy vọng rằng được nhiều nhà hảo tâm like thích và chia sẻ bài đăng này. Thì quý vị like thích và chia sẻ đăng ký đó là cũng là một việc là công đức vô lượng. Cảm ơn quý vị đã dành vài phút xem chương trình này.